Bắc Kinh có giúp Tô Lâm mãn nguyện trở thành Tổng Bí Thư tại đại hội 14 hay không? Câu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa thì Hà Nội dương ngô dùng để chỉ mối quan hệ mật thiết giữa hai hệ thống chính trị theo ý thức hệ Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Ý nghĩa của nó cũng tương tự như câu thơ của Tố Hữu như sau Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương. Việc các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn dựa vào Trung Quốc để nắm giữ và duy trì quyền lực là điều phổ biến. Bài học trước đại hội đảng lần thứ 12, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ chỗ thất thế trước cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng đã lật ngược được thế cờ một cách hết sức ngoạn mục, là một minh chứng được chỉ ra. Và cuối cùng, ông thủ tướng Nguyễn Văn Dũng phải về làm người tử tế thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa bộ công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Kết quả là từ sau đại hội lần thứ 12 năm 2016, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bỗng nổi lên và trở thành một lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối, nắm quyền sinh, quyền sát cho nội bộ của đảng. Từ đó, ông trọng cho ai sống thì người đó được sống, bắt ai chết, người đó phải chết, không được phép bị thương. Gần đây, dưới phân tích đưa ra một nhận xét đáng chú ý đó là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đang theo bài học của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là dựa vào Trung Quốc để nắm quyền lực. Có rất nhiều bằng chứng để mà chứng minh cho nhận định nêu trên. Mới nhất, Đài Á Châu Tự Do đưa một bản tin với tiêu đề Bộ trưởng Tô Lâm muốn Trung Quốc giúp đỡ duy trì vị trí cầm quyền tuyệt đối của Đảng Cộng sản, chế độ, xã hội, chủ nghĩa. Bản tin dẫn tin của báo Công an vào ngày 10 tháng 1 cho biết như sau. Đề nghị này được đưa ra vào sáng ngày 10 tháng 1 năm 2024, nhân cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Ông Trần Tư Nguyên sang Việt Nam lần này nhân hội nghị đối ngoại cấp thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, trong cuộc gặp, Bộ trưởng Tô Lâm đã đề nghị với lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ về mặt lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như các cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vẫn theo tờ báo Công an nhân dân cho biết Bộ trưởng Tô Lâm nói, điều này thể hiện quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực, hiệu quả, thực chất, đúng tinh thần tuyên bố chung hai nước đã đề cập, hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn, trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy chiến lược giữa hai đảng, hai nước. Việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong những năm gần đây được đánh giá là một nhân vật siêu quyền lực, là điều không thể chối bỏ. Trước đây với vai trò là cánh tay phải của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đốt lò đã giúp cho ông Tô Lâm điều đó. Kể từ sau đại hội lần thứ 12 bằng việc phanh phui hàng loạt các vụ án tham nhũng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã khẳng định vị trí độc tôn là người thực sự nắm quyền lực thống trị trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Vấn đề quan trọng nhất là ở chỗ chỉ có Tô Lâm mới là người nắm được top của tất cả các lãnh đạo cấp cao Việt Nam hiện nay. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người bên phải và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Không dừng lại đó, trong thời gian qua, ông Tô Lâm có nhiều biểu hiện chuyên quyền và lộng hành. Mới nhất, Bộ Công an đã thông qua Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng là một ví dụ. Công luận nhận xét bắt bớ ông Lưu Bình Nhưỡng sặc mùi âm mưu chính trị, triệt hạ phe phái trong nội bộ của Đảng và khả năng cao việc bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng là quyết định từ Bộ trưởng Bộ Công an chứ khó có thể từ Bộ Chính trị. Hơn nữa, ông Lưu Bình Nhưỡng là trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội một cấp dưới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên hàng đầu của chiếc ghế Tổng Bí Thư tại Đại hội lần thứ 14 tới đây. Phải chăng đây cũng là một phép thử sức của ông Tô Lâm đối với ông Vương Đình Huệ? Trước đó, các vụ án liên quan tới đại dịch Covid-19, một loạt đàn em thân cận của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng dính trưởng của ông Tô Lâm, đó là Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hà Nội. Ông Nguyễn Thành Long, cựu Phó ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế đó chính là lý do vì sao mối quan hệ giữa người đứng đầu đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và bộ trưởng bộ công an tô lâm đã xấu đi nhanh chóng và lên tới mức một mất một còn tổng bí thư nguyễn phú trọng và bộ trưởng bộ công an tô lâm khi quan hệ còn lòng ấm đây cũng là một điểm yếu của bộ trưởng bộ công an đó là việc phần còn lại trong ban lãnh đạo hiện nay họ đã tập hợp chung tay chống lại bộ trưởng bộ công an tô lâm đây là một trong những lý do giải thích cho việc ông tô lâm đang rốt ráo quay sang dựa hẳn vào trung quốc để mà duy trì và củng cố quyền lực cho mình với tham vọng rất lớn, có thể leo đến ghế tổng bí thư. Cũng phải xin nhắc lại, vào ngày 10 tháng 1, trang Facebook của Đảng Việt Tân đưa ra lời bình đáng chú ý như sau. Tô Lâm là nhân vật có tham vọng lớn, là một trong những người được dư luận cho rằng Y là một trong những đồ tể. Nếu Y thành công lật đổ được Nguyễn Phú Trọng thì dân càng khổ hơn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện đã cao tuổi, trí tuệ giảm sút và cũng đã hết giá trị sử dụng với Bắc Kinh do đó có khả năng ông Tô Lâm, một người ít tuổi hơn, quyền uy vẫn mạnh mẽ, lên thay thế hay sao? Và liệu ban lãnh đạo Trung Nam Hải có ra tay giúp đỡ Tô Lâm để trở thành tổng bí thư tại đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể Báo .d với bản tin: Bắc Kinh có giúp Tô Lâm mãn nguyện trở thành tổng bí thư tại đại hội 14 hay không? Tô Lâm và thuộc hạ liệu có hạ bệ được tổng trọng thành công hay không? Sự vắng mặt bất thường của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gây sự chú ý của giới quan sát chính trị tại Việt Nam. Lần cuối cùng truyền thông nhà nước đưa tin hoạt động của ông Tổng Bí thư là lúc ông Trọng xuất hiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghị nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 hình ảnh banner của trang Facebook Đảng Việt Tân. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, trang Facebook của Đảng Việt Tân đưa một ban với nội dung Cuối năm 2023 nghe một số tin đồn bên trong nội bộ, Tô Lâm đang giáo giết củng cố thế lực để chuẩn bị vai trò Tổng Bí Thư thay thế Nguyễn Phú Trọng. Kèm theo đó là lời bình đáng chú ý như sau, Tô Lâm là nhân vật có tham vọng lớn, là một trong những người được dư luận cho rằng Y là một trong những đồ tẻ nếu ý thành công lật đổ được Nguyễn Phú Trọng thì dân càng khổ hơn. Theo giới phân tích, cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư mà Nguyễn Phú Trọng để lại tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14 là cuộc đua tam mã giữa Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được đánh giá là có khả năng cao vì Huệ là người được Tổng Bí Thư sắp đặt. Còn hai nhân vật chính và thường thì cơ hội ngang nhau 50-50. Tuy nhiên cũng đừng quên có một con ngựa ô cần chú ý có khả năng vượt lên vào phút chót đó là Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, một người đầy quyền lực hiện nay khi mà khắp nơi trong cả nước đang xảy ra những vụ bắt bớ rất lớn. Sự xa sút về mặt quyền lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trung ương 8 khóa 13 là điều không cần bàn cãi. Giới quan sát cho rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị tập thể ban chấp hành trung ương tiến hành mổ xẻ về trách nhiệm trong công tác nhân sự tại các kỳ đại hội Đảng 12 và 13. Đề cập đến sự việc này không thể không nhắc tới bài viết khá nặng ký với tiêu đề Chúng ta đã để lọt cán bộ không đủ sức, đủ tài vào ban chấp hành Trung ương khóa 13. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2023 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nếu biết rằng Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Đỗ Tiến Sĩ, là một đồng hương hưng yên, cũng là một đàn em thân cận của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, qua đó chúng ta sẽ thấy đánh giá của Đảng Việt Tân là có căn cứ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đáng chú ý, trong bài viết vừa kể trên, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, ông Vũ Văn Phúc thẳng thắn cho rằng ở nhiều nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cán bộ không đủ đức, đủ tài vẫn lọt vào ban chấp hành Trung ương Đảng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của chúng ta làm chưa tốt, đã để lọt nhiều cán bộ xấu vào ban chấp hành Trung ương khóa 13. Bình luận kể trên của ông Vũ Văn Phúc dường như nằm trong một toàn tính được được ai đó sắp đặt sẵn. Đó là sau ngày đó, vào ngày 6 tháng 10 năm 2023, trong thông cáo của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 13, danh sách bầu bổ sung của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có tên Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Em rể, Bộ trưởng, Bộ Công an, Tô lầm. Tất cả những điều vừa kể trên có liên quan gì đến những đồn đoán từ cuối năm 2022 rằng bộ trưởng công an tô lâm đang âm thầm thực hiện một cuộc đảo chính không tiếng súng với mục tiêu là loại bỏ và tiến tới tước ngôi vị của tổng bí thư nguyễn phú trọng hay không điều đó có liên quan gì đến thông tin của tác giả hạnh nhân đưa tin trên trang fanpage của đảng việt tân cho biết người đứng đầu đảng cộng sản cần một cái máy chém nên mới chấp nhận cho tô lâm nhiều quyền tới vậy cho đến hiện tại người đốt lò cũng chỉ hy vọng tìm người kế tiếp cản lại được cơn bành trướng này Bên cạnh đó, giới thạo tin đưa ra các đánh giá rất đáng chú ý. Trong giai đoạn cuối năm 2023, đầu năm 2024, Bộ Công an của ông Tô Lâm đã có những động thái hết sức bất thường trong việc bắt giữ liên tiếp và mở rộng điều tra đối với các quan chức cấp cao. Hầu hết là những nhân vật thân cận ông Tổng Bí Thư. Kể cả việc không truy tố tội danh nhận hối lộ 200.000 đô la của chu Ngọc Anh, một nhân vật thân cận của ông Trọng, thực ra cũng là đổ dầu vào lửa, kích thích sự cầm phẫn của công luận. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tuy nhiên, trong phe cánh của ông Tổng Bí Thư cũng không sẽ kém cạnh. Cũng xin nhắc lại, thời gian gần đây giới thạo tin tiết lộ, trước sự lộng hành của Tô Lâm, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã thổ lộ với những nhân vật thân cận. Ông rất muốn đưa Phan Đình Trạc vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm. Do đó, những biến động nhân sự trong Bộ Công an gần đây là động thái lót ổ chờ thời của ông Phan Đình Trạc và ban lãnh đạo phe Nghệ An hiện nay đang rất mạnh gần đây các cán bộ công an vi phạm pháp luật bị nhận những bản án nặng bất thường. Ví dụ như vụ cựu thượng úy cán bộ công an tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Đức Trung lĩnh án tới 20 năm tù giam. Điều đó liên quan gì tới những đồn đoán gần đây của giới thạo tin khi cho rằng vòng vây quanh Tô Lâm đã siết chặt, tổng trọng bật đèn xanh loại bỏ Bộ trưởng Bộ Công an hay không? Bình pháp tôn tử có thước, tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ai ra tay hạ thủ trước kẻ địch người đó sẽ tạo được bất ngờ và giành được chiến thắng. Nhưng theo giới phân tích, khả năng ông Tô Lâm sẽ rất chật vật để trụ lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14, chứ đừng nói đến việc trở thành Tổng Bí Thư. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin ngày hôm nay Tô Lâm và thuộc hạ liệu có hạ bệ được tổng trọng, thành công hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời Báo chấm đề.